Chào mừng các bạn đến với chương trình tư vấn tin học miễn phí của Khắc Tuấn Anh. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta chèn phụ đề cho video trên YouTube. Thì YouTube họ có một cái tính năng khá là thú vị, đó là họ cho phép người dùng có thể chèn phụ đề lên video sau khi đã tải video lên YouTube. Thì bây giờ mình sẽ cho các bạn xem một cái ví dụ về một cái video đã được chèn phụ đề. Các bạn thấy rằng là trên cái video này có một cái phụ đề chữ trắng và cái nền hơi đen đen này. Đó. Thì đây chính là cái phụ đề được chèn bằng cái công cụ của YouTube. Để chúng ta chèn phụ đề thì chúng ta sẽ trải qua 4 bước. Bước thứ nhất là các bạn phải đăng nhập vào tài khoản YouTube của các bạn. Sau đó chúng ta nên chuyển về cái ngôn ngữ tiếng Việt để chúng ta dễ dàng thao tác. Rồi. Tiếp theo các bạn sẽ tìm đến cái video mà các bạn đã tải lên, các bạn muốn chèn thêm phụ đề và tiến hành chỉnh sửa chèn phụ đề theo cái hướng dẫn của mình. Còn sau khi chèn phụ đề rồi thì nếu các bạn không thích, các bạn có thể chỉnh sửa phụ đề hoặc là xóa cái phụ đề đó đi. Không sao cả, không hề ảnh hưởng đến cái video của các bạn đã tải lên. Rồi, bây giờ các bạn làm theo hướng dẫn của mình. Đầu tiên là chúng ta sẽ vào youtube.com. Các bạn tiến hành đăng nhập vào tài khoản YouTube bằng cách nhấp vào nút sign in này. Gõ tài khoản Gmail của các bạn vào đây. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển cái giao diện YouTube về cái ngôn ngữ tiếng Việt để cho chúng ta dễ thao tác. Chẳng hạn như ở cái ngôn ngữ tiếng Anh thì chúng ta có cái chữ nút upload này. Đó, chữ home này, vân vân đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển về ngôn ngữ tiếng Việt. Thì chúng ta sẽ kéo cái thanh chuột này này xuống dưới cuối trang YouTube. Ở cuối trang YouTube có một cái biểu tượng hình người, dấu hỏi với cái chữ lân gỡ English. Các bạn nhấp vào đây. Các bạn chọn cho mình là tiếng Việt. Thì lập tức các bạn sẽ nhìn thấy cái chữ upload vừa nãy nó đã đổi thành cái chữ tải lên. Đấy, cái chữ home thành trang chủ, đúng không nào? Rồi, công việc tiếp theo đó là chúng ta sẽ tìm đến cái video chúng ta cần phải chèn phụ đề. Bằng cách là vào kênh của tôi. Nếu các bạn không thấy cái biểu tượng kênh của tôi hiện ra, có nghĩa là nó ẩn như thế này. Các bạn sẽ nhấp vào cái biểu tượng ba gạch này. Nó sẽ hiện ra kênh của tôi. Các bạn nhấp vào đây. Tiếp theo các bạn tìm đến cái phần đó là trình quản lý video. Nhấp vào đây. Rồi, thì nó sẽ đưa các bạn đến một cái trang chứa những cái video mà các bạn đã từng tải lên YouTube. Các bạn chọn vào cái video cần chỉnh sửa, cần chèn phụ đề. Các bạn nhấp vào nút chỉnh sửa. Ví dụ như bây giờ mình sẽ chèn phụ đề cho cái clip tắc kè hoa lồ da này. Thì mình nhấp vào phần chỉnh sửa của nó này. Trong cái phần chỉnh sửa nó có rất nhiều cái để chỉnh sửa. Thì ở đây chúng ta nhấp vào cái phần phụ đề này. Rồi, ở đây thì cái giao diện chỉnh sửa phụ đề nó trông như thế này. Ở đây chúng ta chưa có cái phụ đề nào cả. Thì chúng ta nhấp vào cái chữ là thêm phụ đề mới này. Có hai loại ngôn ngữ mặc định là tiếng Anh và tiếng Việt. Ngoài ra thì chúng ta có thể chọn những cái ngôn ngữ khác. Ở đây thì chúng ta sẽ chèn phụ đề tiếng Việt. Thì chúng ta chọn vào phần tiếng Việt. Rồi bây giờ nó có hai phương pháp, một là tải tệp phụ đề lên, hai là tạo phụ đề mới. Chúng ta chưa có cái tệp nào để tải lên, do đó chúng ta sẽ nhấp vào tạo phụ đề mới. Rồi nó có cái giao diện trông như thế này. Bây giờ mình sẽ giải thích về cái giao diện này. Ở đây là cái nơi để chúng ta nhập phụ đề vào. Đấy. Còn cái phụ đề của chúng ta bắt đầu từ đâu? Thì chúng ta sẽ kéo cái kim thời gian này đến cái vị trí chúng ta cần chèn phụ đề. Để chúng ta gõ phụ đề lên đây rồi và nhấn dấu cộng để nó chèn phụ đề vào đây. Rồi chúng ta có thể play ở trên này để nghe và xem video. Bây giờ mình sẽ tiến hành chèn phụ đề cho các bạn xem nhé. Đầu tiên là mình kéo cái kim thời gian này về đầu video. Sau đó nhấn nút play.
Thì đây là cái con tắc kè đang lộ ra này. Rồi, các bạn thấy cái câu nói đầu tiên của mình đó là thì đây là cái con tắc kè đang lột da này, đúng không? Bây giờ mình kéo kim thời gian về đầu và nghe lại nhé. Thì đây là cái con tắc kè đang lột da này. Dừng. Đó, thì khi mà mình nói hết cái câu thì các bạn nhấn nút dừng để đứng cái kim thời gian này lại. Sau đó các bạn sẽ gõ vào đây phụ đề. Rồi, các bạn sau khi nhập phụ đề thì chúng ta sẽ kiểm tra lại xem là có bị sai lỗi chính tả gì không. Ok, đúng rồi thì các bạn nhấn vào dấu cộng này. Thì lập tức các bạn nhìn ở bên dưới này, có một cái phụ đề nó xuất hiện trước kim thời gian. Bây giờ cái đuôi của phụ đề là nó khớp rồi đấy. Chỉ còn là cái đầu của phụ đề, tức là nơi vị trí bắt đầu phụ đề nó chắc chắn là nó sẽ chưa khớp với câu thoại của chúng ta. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ chỉnh bằng cách là nghe lại, hoặc là chúng ta căn cứ vào giản độ âm thanh. Thì các bạn cứ nhìn đi, cái chỗ mà nó to lên bất thường này chắc chắn là khu vực mà mình nói này. Đấy, thì ở đây thì nó to bắt đầu từ chỗ này. Đấy, thì cái phụ đề nó sẽ bắt đầu từ đây. Bây giờ mình sẽ đưa chuột vào cái cạnh trái của phụ đề. Mình khi mà xuất hiện cái dấu mũi tên hai chiều thì mình sẽ kéo nó ra như này. Đó, làm sao mà cho cái phần giao giữa cái màu trắng và cái màu xanh này nó trùng với cái kim thời gian này là đúng. Rồi, flash này. Thì đây là cái con tắc kè đang lột da này. Đấy. Ok, thì nếu mà các bạn muốn kéo dài cái phụ đề ra để cho người xem người ta đọc cho nó vừa thì các bạn đưa chuột vào cạnh phải của cái phụ đề. Khi nào xuất hiện dấu mũi tên hai chiều các bạn sẽ kéo dài ra. Đấy, hoặc là kéo ngắn lại. Miễn sao mà các bạn thấy hợp lý là được. Tiếp tục chúng ta kéo kim thời gian vào sát đây, chúng ta play để chúng ta chèn phụ đề cho cái câu tiếp theo. Đấy, thì khi mà nó lộ ra ấy. Đây, thì sau khi mà mình vừa mới dứt cái câu thứ hai thì mình sẽ dừng lại và mình sẽ gõ vào đây. Rồi nhấp vào dấu cộng. Ở đây thì cái phụ đề của mình căn cứ theo cái giản độ âm thanh. Đây, thì cái phụ đề nó phải bắt đầu từ đây mới đúng, trong khi nó lòi ra đến đây. Vậy là nó dài quá đúng không nào? Bây giờ chúng ta đưa chuột ra cạnh trái và chúng ta kéo nó vào cho nó trùng lên kim thời gian. Như vậy là hợp lý. Fly thử. Thì khi mà nó lột da ấy thì da của nó sẽ có một cái lớp màng mỏng này. Rồi, thì sau khi mà kết thúc cái câu nói tiếp theo thì chúng ta sẽ dừng lại và chúng ta gõ phụ đề. Bây giờ mình sẽ nghe lại phụ đề nhé. Mình quên mất tiêu rồi. Thì da của nó sẽ có một cái lớp màng mỏng này. Dừng. Đấy. Rồi, nhập phụ đề xong thì kiểm tra chính tả và nhấp dấu cộng. Ở đây thì mình thấy phụ đề bây giờ nó ngắn hơn câu thoại rồi. Câu thoại nó bắt đầu từ đây mới đúng, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ đưa chuột ra đây, mình kéo cho nó bằng. Đó. Ok, fly để kiểm tra. Thì da của nó sẽ có một cái lớp màng mỏng này. Rồi, thì đó chính là cái chèn phụ đề. Với những cái phần tiếp theo của video các bạn cũng chèn theo cách tương tự. Bây giờ sau khi mà kết thúc việc chèn phụ đề rồi, các bạn sẽ phải xuất bản để người xem có thể thấy được cái phụ đề của các bạn. Thì các bạn kéo cái thanh trượt này xuống dưới này. Ở bên này có cái chữ là xuất bản. Chúng ta nhấp vào đây. Rồi, thì nó báo là phụ đề đã đăng. Ok, đây có một cái phụ đề tiếng Việt ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ nhấp vào cái này để chúng ta xem với tư cách là một người người xem mới nhé. Thì đây là cái con tắc kè đang lộ ra này. Đấy. Thì khi mà nó lộ ra ấy thì da của nó sẽ có một cái lớp màng mỏng này. Các bạn thấy rằng là phụ đề nó rất là khớp đúng không nào? Rồi, nếu mà các bạn muốn chỉnh sửa lại phụ đề hoặc bổ sung thêm cái phụ đề thì các bạn sẽ nhấp vào cái chữ CC bên dưới video này. Đấy, nhấp vào cái biểu tượng phụ đề này. Ok, thì nó lại dẫn các bạn đến cái phần chỉnh sửa phụ đề. Thì ở đây có một cái phụ đề đã xuất bản là tiếng Việt, các bạn nhấp vào đây. Đấy, thì nó sẽ bung ra những cái câu thoại mà các bạn đã gắn lên cái video.
cái phụ đề mà các bạn đã gắn lên video. Bây giờ các bạn muốn chỉnh sửa thêm bớt gì đó thì các bạn sẽ nhấp vào cái nút chỉnh sửa bên dưới này. Nhấp vào đây. Thì nó hiện lại cái ô nhập phụ đề cho chúng ta. Đấy, và hiện lại cái phần phần timeline đây. Bây giờ chúng ta kéo cái thời gian lên đây. Rồi, fly để chèn thêm phụ đề nhé. Đó, nó tróc ra. Cái câu đó là đó, nó tróc ra. Thì bây giờ mình gõ vào đây. Rồi, nhấp vào dấu cộng. Ở đây thì phụ đề nó hơi dài. Mình sẽ kéo kim thời gian vào chỗ bắt đầu câu nói. Rồi kéo cái này trùng với kim thời gian. Tiếp tục. Fly để chèn tiếp. Rất là mỏng. Rất là mỏng. Đấy. Bắt đầu gõ vào đây. Cộng. Rồi, phụ đề nó cũng hơi dài. Kéo nó cho nó vừa với cái câu thoại. Đấy. Fly kiểm tra. Rất là mỏng. Ok, rất là khớp rồi. Rồi sau khi mà chỉnh sửa xong cái phụ đề, các bạn sẽ nhấp vào cái nút đăng chỉnh sửa. Ở đây thì nó hiện lên một cái bảng thông báo, các bạn chọn là xuất bản nhé. Ok, khi nào mà nó thông báo là phụ đề đã đăng, đấy, thì chúng ta sẽ nhấp vào đây để chúng ta kiểm tra. Thì đây là cái con tắc kè đang lộ ra này. Đấy. Thì khi mà nó lộ ra ấy, thì da của nó sẽ có một cái lớp màng mỏng này. Đó, nó tróc ra. Rất là mỏng. Bây giờ mình sẽ... Đấy, rồi bây giờ nếu mà các bạn không thích cái phụ đề này, các bạn muốn xóa nó đi để chúng ta làm lại phụ đề, thì các bạn sẽ nhấp vào cái biểu tượng CC phụ đề đây. Các bạn nhấp vào đây. Nhấp vào đây. Rồi ở đây có cái phần là tác vụ. Các bạn sổ xuống. Ở đây thì nó có cái là xóa. Nên mình sẽ xóa cái phụ đề đó đi. Đấy. Hoặc là đổi tên. Đổi tên thì đổi tên tức là đổi tên thì mình gõ vào đây thử xem nào. Phụ đề số 1 đi. Đổi tên. Đây, thì nó ghi là phụ đề số 1, à là cái tên ở đây. Rồi nhấp vào đây. Rồi chọn lại tác vụ. Nó còn một số các cái khác, ví dụ các bạn có thể tải xuống cái phụ đề chẳng hạn. Đấy. Rồi, bây giờ mình trở lại với cái video này. Thì đây là cái con tắc kè đang lộ ra. Sau khi mà các bạn chèn phụ đề á, các bạn không thấy phụ đề nó hiện lên như là cái của mình. Có nghĩa là cái phụ đề này, chức năng phụ đề này nó đang bị tắt đi. Các bạn nhấp vào đây, khi nào mà các bạn thấy cái vạch đỏ đỏ bên dưới này thì có nghĩa là phụ đề đang bật. Còn các bạn nhấp vào đây thì nó sẽ tắt phụ đề đi. Đây, mình fly này. Đấy. Các bạn không thấy thì phụ đề đúng không? Khi nó lộ ra ấy, nhấp vào đây. Thì da của nó sẽ có một cái lớp màng mỏng này. Nó sẽ hiện phụ đề lên. Thì đó chính là cái video hướng dẫn chèn thêm phụ đề lên video trên YouTube. Ngoài ra, các bạn có thể xem thêm những cái video hướng dẫn khác của mình bằng cách đó là vào youtube.com. Các bạn gõ cái nút sẹc. Đấy. Ghi là Thường Vĩ viết liền. Đây, như thế này. Các bạn nhấn Enter. Sau đó các bạn sẽ đến, các bạn sẽ được chuyển đến một cái kênh như thế này. Đấy. Ở đây thì các bạn vào trong cái phần danh sách phát. Nơi này thì mình đã tập hợp lại những cái video cùng chủ đề. Ví dụ tư vấn tin học riêng này, săn bắt há lợn riêng này. Đấy. Karaoke riêng, vân vân. Rồi, ở đây thì có cái mục đó là tư vấn tin học, rất là hữu ích. Các bạn nhấp vào đây để các bạn xem tất cả những cái video mà mình chia sẻ về cái lĩnh vực tin học. Còn nếu mà các bạn muốn xem về YouTube thì có một cái mẹo vặt YouTube tổng hợp. Các bạn nhấp vào đây. Đấy, thì nó có những cái video liên quan đến cái quản lý YouTube. Từ cái cách mà các bạn tạo một cái kênh YouTube, các bạn tải video lên, cho đến cách mà các bạn chỉnh sửa chuyên sâu ở bên trong đó. Rồi thì đó chính là cái phần chia sẻ ngày hôm nay mà mình muốn gửi đến cho các bạn. Hẹn gặp lại các bạn trong những cái video hướng dẫn tiếp theo.